vậy trong trong bàn thơ cũng tháng 7, tháng 8 đi mời, mời anh mời chị má chơi một sạp ăn tết, và ăn tết như thế vậy đi đá gặp đông đi qua chợ lớn gò công trở về đi cùng thằng thị thôn quê chú đi lục tỉnh trở về tân không mà ảnh ấy rất cảm ơn quý vị. Tại sao nay lỡ ra mẹ sẽ nói cái này là mẹ nói như thế này cái này cái này, nhưng mà một thân nắng mẹ vẫn mượn tất cả các ý đời thơ của tất cả các nhà các chị. Người ta đã mở cơn ra từ 100 năm rồi, gần thao cả hơn 100 năm có, 100 năm đó từ sáng trạng trần, từ ông Ba Thứ, từ Đức Thầy, từ Đức Bổn Sư. Và để cho chúng con đó, để mời gợi ý cho các chị, thì các vị phải hiểu sâu về vấn đề này. Tất cả mọi người hãy nghe cái bài cơ của mẹ. Khu từ chướng nghiệp đến nơi rồi, nhân vật thiên tai thưởng phạt thôi, nào phải đất trời thương ghét thay, bởi vì nhân dục ác vun bồi, đấu tranh để giữ phần di thực, tàn bột mong tồn mãi cái tôi, chung cuộc quy trình vai phải trả, long quan tuyển vị khó lai hồi. Mẹ cũng nói cho chúng ta biết tất tỉnh quy chi là do nhân nào quả nấy. Mẹ cũng nói là nhân nào quả nấy, con ơi gieo trước gặp sao ấy lẽ trời. Ai cũng nói là nhân quả hết, không ai hơn ai được hết gì. Nên mình có tin mà phải tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả. Trước đây ta không biết ta gieo nhiều nghiệp ác, nhưng bây giờ ta đã ngộ ra rồi, ta thức tỉnh rồi, đời mỏng rồi, ta biết rồi, thì ta gieo nhiều nghiệp thiện để có trừ lại bớt thì ác đạt mà các vị sẽ đạt thôi. Đừng có sợ mà đừng có tin tưởng mà đừng có không quan mang, đó là những cái dị đoan gì. Nhân quả thì không dị đoan. Tại sao ông Phật ổng có thể dùng quyền năng của mình đưa tất cả mọi người về giống bổng nhất bàn? Nhưng mà ổng đưa, ổng có nói là Phật mà phải độ người hữu duyên đó mà. Có Bất Hạnh có cho tặng những phần thuốc giống như là khi mà ai mà có đã mua thuốc của Bất Hạnh thì Bất Hạnh sẽ tặng một cái máy phát giảng đây quý vị. Đây là máy phát giảng Bất Hạnh có để mời sẵn luôn. Bất Hạnh có cài tại cái mê 8G trong đây nè quý vị, là có gồm có 600 bài trong đó. Ai đã từng mua ở combo 400 này Bất Hạnh, hoặc là từng mua những sản phẩm, từng là khách của Bất Hạnh, thì Bất Hạnh sẽ tặng miễn phí cho quý vị. Nếu quý vị chưa có máy phát giảng thì nhận, còn ai có gọi thì nhận cho người khác cũng được luôn ha. Cũng như là có tặng thêm là máy niệm Phật. Đó, máy niệm Phật ở đây đó, Bất Hạnh cũng tặng như là ai đã mua những phần thuốc thì Bất Hạnh cũng tặng luôn quý vị. Gọi là chí ăn khách hàng đó quý vị. Ai đã từng thì Bất Hạnh có từng đều cho hết ha. Còn thứ ba là những sản phẩm mà cho đó. Thứ ba đó là ở đây là Bất Hạnh có tặng những phần chuỗi. Chuỗi này đó là có công dụng gì quý vị? Chuỗi này là có công dụng là trừ tà. Để vô những cái trẻ em đó mà hay khóc đêm đó quý vị, thì mình để cái này lên đầu nằm của trẻ em thì trẻ em không còn khóc đêm nữa. Để cho bà con cô bác ở nhà ai gánh việc thì mình có thể dùng để mình Phật được quý vị. Như là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có là đang bán như thế nào để cho quý vị dễ biết, để dễ tiếp cận. Thì Bất Hạnh sẽ nói ra một số mà bà con cô bác thường hay dùng nhất để cho bà con biết ha quý vị. Dạ, đầu tiên thì Bất Hạnh có bán một combo 120.000, là gồm có 5 món, là một chai thuốc bóp chuyên về trị đa xương khớp. Bóp những cái phần về nhức gân cũng được nè, và thoa về những cái phần mà giống như là bị bong gân, rồi mình chơi thể thao này kia mà mình nhức tay nhức chân thì vẫn bóp được luôn. Thứ hai là mình là về là thuốc nhổ mắt, nhổ mắt, nhổ mũi. Nhổ mũi này đó là chuyên trị về những cái phần giống như là viêm son nặng, thối lỗ mũi, bị ù tai, mình nhổ lỗ tai vẫn được luôn nha quý vị. Thứ ba thì là về nhổ mắt. Nhổ mắt này là trị mây cờm, mây thịt, trị đi đường xa và mờ mắt, và dành cho những bà con cô bác lớn tuổi, mình dùng cho những cái trường hợp là bị không thể nhìn được, bị mờ mắt này kia, mình dùng vẫn ok đó nha quý vị.
Thứ tư là về thuốc ngứa. Đây, thuốc ngứa này á, là chuyên trị rất là nhiều bệnh, cũng như là lát, lát đồng tiền, bị thâm, rồi mình bị mũi cắn, vết thương, vân vân. Tại vì đây là làm có hai thành phần chính là thuốc bắc và sáp mật ong, cũng như là dầu dừa. Nên là những cái thành phần thuốc bắc thì Quốc Thành không thể nói ra được, còn hai cái kia thì Quốc Thành sẽ nói quý vị nha. Đó, thì những cái mặt, những thành phần là tự nhiên nguyên chất không quý vị, bởi vì xài rất là êm quý vị. Đây là cái logo của nhà Quốc Thành để dành cho bà con cô bác mà dễ nhận biết. Và thứ thứ năm trong combo 5 món 120.000 đó quý vị. Thứ năm là gồm có thêm một chai dầu trị viêm son đây quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chai dầu trị viêm son quý vị. Đây, chim dầu viêm son này á là chuyên trị các bệnh không khí, cũng như á là bệnh nhức đầu, ho, chóng mặt. Rồi mình đi xa mà bị khó thở này kia, mình dùng mình thở rất là ok nha, mình thở rất là dễ chịu luôn. Thì hiện tại đó thì nhà Quốc Thành có chỉ có hai loại hương thôi, nhưng mà đây đang liên nghiên cứu ở những loại hương mới nữa quý vị. Thì ở đây của nhà Quốc Thành đó thì có hai loại hương, thứ nhất á là hương xả, thứ hai là hương quế. Một chai bán lẻ như vậy là 4.000, và con cô bác nếu ai mà có cần thì cứ liên hệ với Quốc Thành sẽ gửi tới tận nhà cho quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Quên nữa quý vị ơi, đây thì cũng còn ngừa thêm á là các bệnh không khí á, thì là có ngừa thêm COVID thì bệnh bạch hầu vừa rồi hả quý vị. Tại vì nhà Quốc Thành có được cô tỷ cơ đó là chỉ những thành phần về thuốc giống như là các thành phần mới đó về thuốc của chị bạch hầu quý vị, thì Quốc Thành có để vô đây để cho ngừa luôn các bệnh về không khí cho quý vị luôn. Đó là vừa qua là các combo về 5 món của Quốc Thành. Còn nếu ai mà có quen biết rồi đó thì đây là cặp xương khớp của Quốc Thành, cặp đa xương khớp Quốc Thành nhập từ Hồng Kông về quý vị. Đó, đây quý vị. Nếu mà quý vị mua lẻ đó thì là 350.000, còn nếu mà quý vị mua luôn chung combo, ví dụ như quý vị mua combo 120 thì mua lẻ là 120, còn cái này nếu quý vị mua cái này không á là chỉ có 350, còn nếu quý vị mua hai cái này chung vô á là chỉ có 400.000 thôi nha quý vị. Là cái combo này sẽ tính quý vị chỉ 50.000 thôi. Đó, đó là những là không tính tiền ship luôn. Đó. Còn quý vị nào đó mà đang bị đa xương khớp lâu năm cũng như là quý vị bị thần kinh tọ, gây cột sống thoái quá, bị tai biến nhẹ, bị nhức tai, bị tê chân, tê đầu gối, cũng như là đi đứng khó khăn, thì cứ gọi điện cho Quốc Thành. Quốc Thành ở đây sẽ chuyên trị về những thành phần đó, những cái người mà đang bị những cái trường hợp đó quý vị. Bảo đảm với quý vị 100% là hết. Nếu không hết, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị lại là hơn 100% luôn quý vị luôn, và lấy thuốc lại, cũng như là quý vị không mắc một cái miếng gì hết. Đó, quý vị có thể thử thuốc. Ví dụ như bây giờ quý vị không tin Quốc Thành thì quý vị cứ nói Quốc Thành bây giờ cứ đưa cho tôi uống thử 7 ngày, nếu được tôi trả tiền sau. Quốc Thành vẫn ok chấp nhận với quý vị luôn. Thì ở đây đó Quốc Thành cũng có một số bà con nó không tin thì gọi điện cho Quốc Thành bảo là thôi bây giờ là uống vậy rồi lỡ giữ nước sao sao được. Thì Quốc Thành mới nói một thứ này, nói bây giờ thôi và bà con cứ dùng thử, bà con lấy cho Quốc Thành là một hộp thử đi, một cặp gì nè, nhưng mà quý vị lấy cặp gì đi uống thử khỏi cần đưa tiền. Để đó khi nào mà uống quý vị thấy mà uống không giữ nước như là Quốc Thành nói, không mà không có cảm giác là nhức nhói như Quốc Thành nói nữa, thì cứ đưa tiền sau, Quốc Thành cũng không sao hết quý vị. Đó. Tổ nguyên Phật mới đợi, con cũng vẫn phải tuân theo luật nhân quả. Trong các kiếp trước của người cũng có giảng, chí con thường phàm chú mở các đình của đặng cơ đài để cứu con cái. Nhưng mà ngài cũng phải dẹp đến tự thật tự mình chịu tội. Đó là cũng là ngài đã tuân theo luật nhân quả. Hỏi luật nhân quả luôn mà ngài mỗi đã từng chia sẻ với gì rằng tục mẫu đã tầm cái cơn công bình rồi thì luật nhân quả không xa chạm một ai hết. Không có phải chúng ta trồng cái ấm mà trồng cái cam mà chúng ta phải để trồng cái ớt mà chúng ta phải ăn trái cam đâu gì, không có, trồng ớt là phải ăn trái ớt mà trồng cam mới ăn được cái cam. Nên quý vị phải tin tưởng tuyệt đối với luật nhân quả, đừng bao giờ nghe sự lung lay cái này cái kia rồi mình hoang mang lo sợ, mình đi chặt đường bây giờ mà đi chặt đường thì coi như là một chiếc mẫu quả đi trật đường gai đó gì, không thể nào kéo được, mất rất nhiều thời gian, giận không sợ. Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo. Có một cô Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ có một câu hỏi như thế này. Hỏi là
các vị trên trước mà xuống trần, cũng giống như là Đức Quỳnh Giáo Chủ hay là Đức cái vị giáo chủ ở bên Cao Đài, hay là các vị giáo chủ mà xuống trần, thì có tất cả các vị đó là được lệnh xuống, và có được ở đây là tất cả mọi vị đó là theo như cái vị này nghiên cứu đó, là không có một vị nào mà nói những cái lời gọi là ác ôn hay là tục tằn. Nhưng mà ở đây có một số người xưng là vua, xưng là ở trên trước xuống, xưng là Di Lạc. Như vậy sao dùng những lời nói tục tằn, nói hại người ta, như vậy có phải là những người này là giả hay là không? Xin tỷ cho biết người giả với người thiệt như thế nào. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Các vị Đức Đấng các ngài xuống thế không vậy? Điều mang trọng trách lãnh sứ mạng mang xuống. Nhưng mà một khi người ta đã phẩm quả gì rồi thì chữ bi trí dũng của người ta lớn lắm quý vị. Nên quý vị thử tưởng tượng đi, một con người, một người xuống thế có bao giờ giết một em mình không, chứ đừng nói chi mà sát thịt. Ăn bây giờ một con kiến nho nhỏ họ cũng không giết được quý vị. Cái kiến cầu nguyện cho nó đi thì người ta đã dùng cái thuốc của người ta ban nó ra thì mấy con kiến nó cũng tự đi, không bao giờ giết các em mình hết. Nên quý vị nhiều đó quý vị cũng phải tự suy xét là tại sao thiệt và tại sao sao giả. Ví dụ như các người có quyền năng, người ta có thể, đôi khi người ta cũng có thể là nói những cái lời mà để mà gần giống như là người ta phải dũng đi xét ra được sử dụng của người ta đó, vì một cái vấn đề gì đó người ta phải nói để cho mà cái người đối diện nó thức tỉnh đó, người ta cũng có cái quay lực của người ta nói. Nhưng mà không tận đây là người ta vẫn không xét phạt cái gì. Bây giờ không có chửi rủa mà người ta từ bi lúc nào người ta cũng bao dung hết. Ví dụ như biết là cái người đã sai phạm thì người ta phải nghĩ làm cách nào để níu kéo cái người đó. Cái người đó dần dùng hết cái lực của người ta có đó, cái thần lực công an của người ta đó, để làm sao thúc đẩy và dìu dẫn cái người đó, để cho người đó trở lại một tương lai bổn tánh, trở lại nhìn thấy cái Phật tánh của người đó, thì ít có người tin người ta nữa. Mà một khi cái người đó mà nói một câu nặng thôi là cái người đó sẽ bị ngay lập tức. Tại vì khi khẩu người ta phát ra ngoài là anh đúng gì, cuộc nổi phát xung quanh người ta sẽ làm liền. Nên người ta không có dám nói một câu nào thất ngôn, thất đức, thất đúng một điều mà các vị các ngài từ trên xuống mà là còn sinh thì sinh. Chỉ có bây giờ đó nó sinh dữ lắm, sinh hồn sinh bát mà nó sinh ngôi cao không mọi người. Còn những ngày xuống, ta xuống thế ta lãng tránh đi lắm, ta sinh khùng sinh điên, sinh bằng đạo rồi sinh những cái tháp này không à, không có ai mà dám sinh ta đây là Di Lạc hết, hoặc là ta đây là ta đây Quan Thế Âm hay Bồ Tát gì đó, không bao giờ có. Nhưng người ta hiểu được chân lý nên người ta không bao giờ dám mạo phạm
người ta nói là ngày khi mà người ta biết luật, người ta phạm luật thì người ta sẽ no đầu nên người ta không dám. Còn những người không biết luật, người ta phạm luật, người ta có thể xưng hô tùm lum hết. Đúng, tất cả đều không đúng hết quý vị. Đấy, chẳng ra là giả đó. Còn người ta mà thật sự là một vị Bồ Tát thì người ta ẩn danh. Thứ hai nữa là người ta tìm mọi cách để cứu độ cho chúng sinh, dìu dẫn hết, chia sẻ hết, nâng đỡ hết bằng mọi cách để cứu độ, chứ không bao giờ người ta dám có những cái lời thất ngôn thất đức cực vặn phải, hay là người ta nói ví dụ như bây giờ một người nào đó nói anh A này ngày mai anh em chửi tôi hay là gì đó, ngày mai coi chừng anh bị xe tung đó, thì không dám nói như vậy đâu. Nói là một lát ngày mai anh nó có gì đó nên người ta không có dám gì. Mà Phật sợ nhân chúng sanh ở quả thì là người ở trên trước rồi, người ta sợ nhân lắm, người ta không dám gieo cái nhân xấu đâu quý vị. Nên quý vị hãy nhìn cho thấu rõ và hiểu cho sâu nha, đừng lầm là tất cả chi chi sinh là giả, những người này là thật. Quý vị nhìn người ta có một cái cốt cách, có một cái cốt cách lạ lẫm nông nghiệp, không cần phải ra tướng đâu, người ta mặc áo giá đi nữa, người ta vẫn có một cái cốt cách riêng của người ta, lạ lắm. Dạ mô. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị cũng nghe đó ha quý vị. Vừa qua cũng tỷ cũng trình bày cho bà con nghe hết rồi đó. Là nếu mà ai mà xuống đây xưng, tức là không phải, 100% là không phải. Tại vì những người mà trên trước là không bao giờ xưng. Người ta, những vị trên trước là đều là xưng khùng, xưng điên, cũng như Thích Minh Tuệ xưng con, dân dân. Cũng như nhiều người là xưng là bằng sĩ, rồi những người nói là bằng đạo vân vân, hoặc là khùng điên. Nhưng mà khùng là khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Còn điên là điên như ta, điên giống tiên gồng, điên gỡ ách xích xiền thế tục. Tuyệt vời như vậy đó quý vị. Đó là khùng thờ quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này, vân vân. Thì rất là cảm ơn tỷ đã nói những cái lời nói mà rất là tuyệt vời, mà trong khi Quốc Tạo cáp lại thì Khế Lý Khế Cơ ở bên Hòa Hảo là tuyệt vời y gan dĩ chơn, y gan dĩ chơn. Tại vì con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ ra. Rồi thầy còn dạy nó, thầy nói là bước ra đường thì ăn nói thật thà, giàu khôn khéo cũng là giả dại, nếu tranh đương ác ta bị hại, thêm sa cơ lại bị xích xiền, vì đời nay chúng nó dụng tiền ít ta dụng chữ nhân chữ nghĩa. Quý vị à, thầy là thầy dạy mùng một hết, thì thầy dạy mình nghe lời thầy, cái mình nhớ lại lời của tỷ thì y gan gì quý vị, khắp y gan vậy luôn, không có lệch xê một miếng nào. Nhưng mà khó nhất là cái khoản này nè quý vị, cái này là mới là mấu chốt nè, cái là không dụng tiền, tức là cái mấu chốt này là tất cả mọi người đều dính hết. Nhưng mà đối với Quốc Tạo thì không phải là ở đây mà mèo khen mèo dài đuôi, thật sự ra tỷ không dụng tiền quý vị. Từ đó tới giờ tỷ không bao giờ nhận Quốc Tạo một cái gì hết luôn, một cái gì hết trơn. Rồi Mạnh Thường Quân có gỡ tiền nhưng mà tỷ kêu trả lợi hết luôn, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Thì Đức Thầy có cho biết là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo gõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng xê sang. Quý vị à, không phải kiếm một người như vậy là dễ đâu quý vị, rất là khó, rất là khó luôn quý vị, không thể nào mà tìm được. Còn ở đây quý vị biết không, tất cả mọi người quý vị để đi là nói xưng này xưng kia, rồi cuối cùng là như thế nào quý vị, quyên góp, cuối cùng là quyên góp, rồi phải cắt cái này cắt cái kia đặng để sau này Phật ngự về đây chẳng vân vân, hay là tạc tượng hay là xây tượng gì đó. Mà Đức Thầy đã nói rồi, Đức Thầy đã nói là muốn cho dân gõ đạo màu chứ không có muốn chùa lầu cho cao đó. Hay là đúc Phật lớn chùa cao bó gói mà làm cho Phật giáo si đòi tu vô vi chứ cúng chè soi Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót, rất là tuyệt vời quý vị. Mà hầu như nằm lòng Quốc Tạo đều nghe dân dẫn lỗ tai chứ quý vị.
hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm quý vị. Dạ thì cũng rất cảm ơn tỷ, sẽ xin một phút vậy thôi, đặng để cho bà con hiểu rõ thêm nữa là cái phần của tỷ nói rất là đúng, rất là đúng 100% luôn quý vị, không có lệch một câu nào cả, không có lệch một từ ngữ nào cả. Cho nên bà con đừng có nghe lại ai hết trơn, bà con ơi, bây giờ mình lo mình tu hành một đời một đạo đi quý vị ơi, đến ngày chung thân đi quý vị. À, dạ câu hỏi tiếp theo á, là còn hai câu hỏi nữa ha. Câu hỏi tiếp theo là cái vị này là một cái đạo, nhưng mà xin giấu cái đạo này đi, thì một cái đạo thường niệm ở bên cái đạo của mình, thì bây giờ cái vị này mới nghe nói là ở bên cái đạo Hòa Hảo, ở bên cái đạo của Phật giáo Thống Nhất đều tu theo pháp môn Tịnh Độ, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vị này mới phóng qua đây để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ mà gọi là còn nan nghi, cho nên vị này mới nói là mới xin được phép hỏi tỷ là vậy rồi mình đang niệm cái đạo của mình mà mình phóng qua đây mình niệm pháp môn Tịnh Độ, và như vậy có đúng hay là có sai gì không, xin tỷ hướng dẫn dùm để cố gắng làm theo để được đắc đạo và Nam Mô A Di Đà Phật. Con cái của Chí Tôn Phật Mẫu đều có thể dùng tất cả các pháp môn đều được cả. Cái hợp với màu áo nào thì mặc màu áo đó, nó thuận với phương tiện nào thì sử dụng phương tiện đó để mà tiến hóa, chứ không phải là bắt buộc đạo Cao Đằng phải niệm Nam Mô Cao Đằng Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, không được niệm Nam Mô A Di Đà Phật, điều đó là không đúng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đến một lúc tự nhiên tâm mình nó được nhập niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật bình thường. Còn không phải là đạo Cao Đài là chỉ đọc kinh, không được đọc chú, không đúng. Ví dụ như bây giờ chúng ta một ngày chúng ta rảnh 5 tiếng thì chúng ta dùng 2 tiếng làm đọc kinh, 1 tiếng đọc chú, hay là 3 tiếng là cũng thôi. Ví dụ vậy nha, thì mọi người sử dụng bất cứ pháp môn nào cũng được, không sao hết. Miễn pháp môn nào giúp chúng ta thanh tịnh, an nhiên, tự tại, thanh thâm như là chúng ta đã đạt đạo rồi. Không phải là đạo chú không nhận được hết tất cả. Chúng ta đức tin của chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào một đấng nào, thì chúng ta coi như là có cơ hội rồi đó quý vị. Tất nhiên là Cao Đài, nhưng mà lúc trước đây mỗi lúc người hành căn khổ sở điêu đứng vô cùng, bệnh tật đủ thế, ngồi đứng trước Chúa, trước hình của Chúa, không phải là mẹ Maria nghe, lúc đó một chưa hiểu về chân lý nhiều đâu, đang hành căn một chắc tay lên để trước ngực một cầu nguyện này, dâng hết cái tâm đi luôn, giống như một đứa con sinh một ông cha của mình. Tối lặng một thấy ngài về rõ ràng, một thấy ngài mấy lần không biết, ngài cho một thấy mấy lần ba lần tất cả, một mới kể cho cái một người bệnh của người, thì người đó nói là chưa có thấy ai mà như bạn, bạn nghe hai đi rửa tội đi, tại vì ngài đã chấm mặt rồi. Cũng nói rằng từ nhỏ bộ bản nhập môn cái này rồi nên mỗi rất ưa là tin Chúa, nhưng mà mỗi vẫn là trong tâm vẫn niệm ngài, vẫn cầu xin ngài cũng giúp sức cho mỗi, chứ không phải là ngài ở trên ngài thấy mỗi đạo Cao Đài ngài không thương đâu quý vị, không có điều đó. Chân lý chỉ có một thôi quý vị, mà chúng ta mượn cái phương tiện ở dưới thế này
để mà tiến hóa, làm sao cái phương tiện đó thúc đẩy chúng ta đi về đến ít là về chân lý đó quý vị. Nên chúng ta đừng có ngại nhiễm đề cả lớp, tất cả đều đựng được hết, không sao lắm. Miễn sao khi chúng ta niệm thì chúng ta thấy thanh tịnh tịnh nhiên an nhiên tự tại là được. Thưa Phật, để tiếp tục Ngài cũng trả lời cho một cái hình kinh này. Nói đại sứ Thường Vinh cũng có nói hỏi mọi là trong cái clip vừa rồi mình cũng có nói là đạo chúa phải ăn chay, mà đạo chúa thì người ta rất là thương chúng sanh, thương chúa mà người ta không có ăn chay thì người ta có thoát qua được không? Thật ra không phải là đạo chúa không ăn chay, đạo chúa người ta cũng có cái chất phương cách của người ta, nhưng mà bây giờ đạo chúa người ta cũng vẫn ăn chay đó. Nhưng người ta nghĩ là người ta ăn chay một tháng 4 ngày hoặc là 8 ngày gì đó, cũng có một số ông cha nhà thờ vẫn ăn chay trượt, vì người ta nghĩ là sức khỏe của người ta. Rồi cái thứ hai nữa, người ta ăn chay người ta cảm thấy người ta thanh nhẹ. Còn những người không ăn chay được thì thật sự ra khi mà Chúa đã cho cái giáo lý, nhiều người cũng đã nghĩ sai về cái lời của thầy của Chúa. Năm cứ nghĩ là vật dưỡng nhân, nhưng mà Chúa đã có biểu là đã sát sanh hại mạng, vì tại vì mình không hiểu tính. Quý vị phải tầm rõ chân lý để mà học đi, rồi từ từ sẽ trả lời được cái câu đó. Ví dụ như chúng ta cũng có thể ăn chay 4 ngày trong 4 cái chủ nhật và 4 cái thứ 6 chẳng hạn, để chi? Để chúng ta gột rửa cái thân thể của chúng ta và tìm hiểu lại cái vật dưỡng nhân như thế nào. Chúng ta đừng định nghĩa sai cái lời Chúa thì nó không tốt. Chứ thật sự ra đạo Chúa rất giỏi, nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta không có ăn chay thì dĩ nhiên là vàng cái cõi thanh nhẹ nhất thì cũng khó có thể được, nhưng mà nhà thánh thì là được, do tâm ta tốt, tâm ta hiếu thuận. Nhưng tại vì khi chúng ta ăn chay, cái từ trường của chúng ta còn nặng trược thì qua cái tầng thứ tư không được. Tầng thứ tư là bát quái, nên qua cái tầng đó không có được. Mình ngỡ ra mình chúng ta đi về trên đó thì khó mà đi về thôi. Chứ thật ra muốn thanh cao trường là chúng ta dẫn về cõi Phật, cõi thanh nhẹ nhất dẫn được. Nên là quý vị hãy cố gắng là thêm lặng thử xem. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Quốc Thành xin kính chào và thân mến. Dạ thì cũng đã lâu rồi thì Quốc Thành cũng không lên video để quảng cáo những phần thuốc mà gia đình của Quốc Thành có làm và có nhập từ nước ngoài về để dành cho bà con cô bác. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Thành sẽ sơ lược về những sản phẩm mà có bổ sung thêm và cũng như là đã có là đang bán như thế nào để cho quý vị dễ biết và dễ tiếp cận. Thì Quốc Thành sẽ nói ra một số mà bà con cô bác thường hay dùng nhất để cho bà con biết ha quý vị. Dạ đầu tiên thì Quốc Thành có bán một combo 120 ngàn là gồm có 5 món là một chai thuốc bóp chiên và chỉ đa xương khớp, bóp những cái phần về nhức răng cũng được nè, rồi thoa về những cái phần mà giống như là mình bị bong răng, rồi mình chơi thể thao này kia mà mình bị nhức tay nhức chân thì vẫn bóp được luôn. Thứ hai là mình là về là thuốc nhổ mắt nhổ mũi. Nhổ mũi này đó là chuyên trị về những cái phần giống như là viêm son nặng, thối lỗ mũi, bị ù tai, mình nhổ lỗ tai vẫn được luôn nha quý vị.
Thứ ba thì là về nhắm mắt. Nhắm mắt này là chỉ mấy cơm, mấy thịt. Chị đi đường xa và mờ mắt và dành cho bà những bà con cô bác lớn tuổi. Mình dùng cho những cái trường hợp là bị không thể nhìn được, bị mờ mắt này kia. Mình dùng vẫn ok đó nha quý vị. Thứ tư là về thuốc ngứa. Đây, thuốc ngứa này là chuyên trị rất là nhiều bệnh, cũng như là lát, lát đồng tiền, bị thâm, rồi mình bị mũi cắn, vết thương, vân vân. Tại vì đây là làm có hai thành phần chính là thuốc bắc và sáp mật ong, cũng như là dầu dừa. Nên là những cái thành phần thuốc bắc thì Quốc Thành không thể nói ra được, còn hai cái kia thì Quốc Thành sẽ nói quý vị nghe. Đó, thì những thành phần là tự nhiên nguyên chất không quý vị, bởi vì xài rất là êm quý vị. Đây là cái logo của nhà Quốc Thành để dành cho bà con cô bác dễ nhận biết. Và thứ năm trong combo 5 món 120.000 đó quý vị. Thứ năm là gồm có thêm một chai dầu chị Diêm Son đây quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chai dầu chị Diêm Son quý vị. Đây, chim dầu Diêm Son này đó là chuyên trị các bệnh không khí, cũng như là bệnh nhức đầu, ho, chóng mặt, rồi mình đi xa mà bị khó thở này kia, mình dùng mình thở rất là ok nha, mình thở rất là dễ chịu luôn. Thì hiện tại đó thì nhà Quốc Thành có chỉ có hai loại hương thôi, nhưng mà đây đang nghiên cứu ở những loại hương mới nữa quý vị. Thì ở đây của nhà Quốc Thành đó thì có hai loại hương. Thứ nhất là hương xả, thứ hai là hương quế. Một chai bán lẻ như vậy là 4.000. Bà con cô bác nếu ai mà có cần thì cứ liên hệ với Quốc Thành, Quốc Thành sẽ gửi tới tận nhà cho quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Quên nữa quý vị ơi, đây thì cũng còn ngừa thêm là các bệnh không khí thì là có ngừa thêm COVID, thì bệnh bạch hầu vừa rồi ha quý vị. Tại vì nhà Quốc Thành có được cô tỷ cơ đó là chỉ những thành phần về thuốc giống như là các thành phần mới đó về thuốc của chị bạch hầu quý vị, thì Quốc Thành có để vô đây để cho ngừa luôn các bệnh về không khí cho quý vị luôn. Đó là vừa qua là các combo về 5 món của Quốc Thành. Còn nếu ai mà có quen biết rồi đó thì đây là cặp xương khớp của Quốc Thành, cặp đa xương khớp Quốc Thành nhập từ Hồng Kông về quý vị. Đó, đây quý vị, nếu mà quý vị mua lẻ đó thì là 350.000, còn nếu mà quý vị mua luôn chung combo, ví dụ như quý vị mua combo 120 thì mua lẻ là 120, còn cái này nếu quý vị mua cái này không á là chỉ có 350, còn nếu quý vị mua hai cái này chung vô á là chỉ có 400.000 thôi nha quý vị. Là cái combo này sẽ tính quý vị chỉ 50.000 thôi. Đó, đó là những là không tính tiền ship luôn. Đó là những cái phần mà lúc trước giờ Quốc Thành ở đây bán. Còn đây là những thành phần thuốc mới có ở của Quốc Thành, cũng như là đây Quốc Thành sẽ giới thiệu một phần thuốc này mà đang bán rất là chạy cho quý vị. Đây là cái phần thuốc về tiểu đêm, về là hỗ trợ cho thận, về các bệnh sinh lý của nam giới. Quý vị tiểu đêm đó thường thường đó là lên cỡ từng tuổi 30 đó thì quý vị đã gặp cái trường hợp là bị tiểu không kiểm soát được, cũng như là quý vị bị tiểu đêm một ngày 4-5 lần. Thì đây là sản phẩm là có 10 dĩ, một dĩ là nó 10 viên, mình uống được rất là lâu quý vị. Một ngày mình uống 2 lần, một lần uống gì là 2 viên. Uống rất là lâu ha, uống được cỡ 50 ngày. Đây một hộp như vậy, hộp chỉ 300.000 hả quý vị. Nếu bà con nào mà có cần thì cứ gọi cho Quốc Thành, gọi Quốc Thành đi, rồi Quốc Thành sẽ tư vấn thêm về những cái thành phần thuốc khác nữa. Thì ở đây đó thì Quốc Thành nó kể sơ quý vị nghe. Thì ở đây gồm có đó là bệnh Diêm Son uống nè. Quốc Thành ở đây có vị Diêm Son uống luôn. Diêm Son uống đó thì là người như thế nào? Là dành cho bà con cô bác đã dùng dầu rồi, đã dùng thuốc nhổ mũi rồi mà vẫn không hết, là do Diêm Son quý vị bị quá nặng, bị lâu năm không thể trị được. Thì đây là thuốc Diêm Son uống của Quốc Thành có thể trị cho quý vị về là các bệnh Diêm Son như thúi lỗ mũi. Rồi Diêm Son mà những thời tiết mà đổi thời tiết đó thì quý vị bị khò khè, hoặc là quý vị bị khó thở về nhà, giống như bị quý vị ở máy lạnh đó thì hay bị khó thở khi mà tiếp xúc với máy lạnh trực tiếp đó quý vị. Đây sẽ là phần thuốc dành cho quý vị, nó chỉ có 170.000 thôi, mà dành cho quý vị là dễ thở, là không bị Diêm Son nữa, không bị khò khè nữa. Quý vị thường hay ách xì nhiều đó thì cũng dùng được đó nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đó thì ở đây Quốc Thành đó là có một cái combo chỉ này. Combo chỉ này đó là vừa có thuốc bôi và thuốc uống. Vừa uống bôi này đó là chỉ có 200 thôi, mà chuyên chỉ là chỉ ngoại, chỉ nội. Chỉ ngoại là đây là bôi, còn chỉ nội là đây. Cái này là bán rất là chạy nha quý vị. Bà con hay shipper là mua nhiều nhất. Shipper mua nhiều lắm quý vị. Shipper hay bị chỉ lắm, bởi vì thường hay mua của Quốc Thành cái này để về dùng. Thì bà con cô bác nào đó mà có cần những cái căn bệnh mà Quốc Thành vừa nói đó thì cứ gọi điện cho Quốc Thành. Để Quốc Thành xin nhắc lại, ở đây thì có Quốc Thành có cho tặng những phần thuốc
Giống như là khi mà ai mà có đã mua thuốc của Quốc Thành thì Quốc Thành sẽ tặng một cái máy phát giảng để quý vị. Đây là máy phát giảng. Quốc Thành có để mê sẵn luôn. Quốc Thành có cài tại cái mê 8G trong đây nè quý vị, là có gồm có 600 bài trong đó. Ai đã từng mua ở combo 400 này Quốc Thành, hoặc là từng mua những cái sản phẩm, từng là khách của Quốc Thành, thì Quốc Thành sẽ tặng miễn phí cho quý vị. Nếu quý vị chưa có máy phát giảng thì nhận, còn ai có gọi thì nhận cho người khác cũng được luôn ha. Cũng như là có tặng thêm là máy niệm Phật. Đó, máy niệm Phật ở đây đó, Đạo Quốc Thành cũng tặng, như là ai đã mua những phần thuốc thì Quốc Thành cũng tặng luôn quý vị. Gọi là chí ăn khách hàng đó quý vị. Ai đã từng thì Quốc Thành có từng đều cho hết ha. Còn thứ ba là những sản phẩm mà cho đó. Thứ ba đó là ở đây là Quốc Thành có tặng những phần chuỗi. Chuỗi này đó là có công dụng gì quý vị? Chuỗi này là có công dụng là trừ tà. Để vô những cái trẻ em đó mà hay khóc đêm đó quý vị, thì mình để cái này lên đầu nằm của trẻ em thì trẻ em không còn khóc đêm nữa. Để cho bà con cô bác ở nhà ai gánh việc thì mình có thể dùng để mình phạt được quý vị. Như là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó quý vị, mình cứ treo trên đầu của các bé nhỏ mà khó ngủ này kia đó, thì mình cứ treo lên đầu nằm đó thì là được ha quý vị ha. Đây, mấy hôm nay đó thì vừa gọi đó thì Quốc Thành có được vô trong tới Vĩnh Hội Đông để nhận những phần chuỗi này. Đây là làm từ quỷ kiến sầu nha quý vị, không phải là chuỗi thường đâu, quỷ kiến sầu đó. Thì bà con biết quỷ, cái chuỗi quỷ kiến sầu là trừ ma mà mình có niệm Phật nữa thì rất là tốt luôn nha quý vị ha. Là con cái của mình khi mà ngủ đó là rất là dễ luôn, ngủ ngon giấc luôn quý vị. Thì đây Quốc Thành cũng có tặng ha, là chỉ ăn khách hàng quý vị. Dạ. Dạ thì tiếp theo những cái phần thuốc mà Quốc Thành có giới thiệu đó thì là gồm có nè, ở đây là gồm có mỡ máu và thuốc sạn thận, gọi là sạn thận là sạn túi mật này kia luôn đó quý vị. Và thứ hai nữa đó, thêm nữa đó là thuốc ngứa. Thuốc ngứa này đó, thuốc ngứa này là như thế nào quý vị? Là thường thường bà con cô bác khi mà mình bị ngứa, ngứa đó là mình ăn những cái thành phần này kia đó, những cái người mà ăn chay thì không nói đi, thường thì những người ăn chay đó thường thường ít bị mà bị dị ứng lắm. Còn mà người ăn mặn đó thì thường thường là những người ăn mặn đó thường là bị dị ứng những đồ biển hoặc là những cái món này kia đó. Thì ở đây là Quốc Thành có một cái hộp ngứa máu quý vị. Ngứa máu này đó, ngừng lại các em. Đây quý vị, đây là dưỡng bì đan chuyên trị về những cái ngứa mà ngứa lâu năm, ngứa nổi về đai này kia đó, mà quý vị dị ứng này kia tối về quý vị hay bị ngứa mà gãi mất kiểm soát luôn, gãi ra máu luôn. Thì ở đây á, là quý vị cứ mua mỗi combo như thế này thì Quốc Thành free ship cho mình luôn, là chỉ có 200.000 thôi, vừa có bôi mà vừa có uống luôn quý vị ha, vừa chị ngoại vừa chị nội luôn thì sao mà không hết được quý vị. Nhưng mà khi mà những sản phẩm Quốc Thành đó khi mà uống vô đó thì nhớ quý vị nên là không uống bia rượu giùm Quốc Thành nha. Khi mà uống bia rượu vô đó thì càng ngứa nha quý vị. Nhưng với thứ hai đó, trong giảng thầy có nói đó, nhiều phương thuốc người sau ngăn trước mà cũng không thoát lực từng quần. Thật sự quý vị đó, thì ở đây Quốc Thành có chia sẻ về những phần thuốc, nhưng mà quý vị khi mà uống thuốc mà không niệm Phật đó thì cũng như không thôi quý vị. Thật sự là vậy, mình phải vừa uống mình vừa niệm Phật nó mới có công dụng tuyệt đối nha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì một cái combo như thế này nó chỉ có 200 thôi nha quý vị. Nếu quý vị mua đó thì Quốc Thành sẽ free ship luôn cho quý vị, giao tặng nhà nha. Đây là dưỡng bì đan là về ngứa. Dạ thì tiếp theo đó thì ở đây đó Quốc Thành có bán những cái phần thành phần giống như là dầu dừa. Dầu dừa thì quý vị có nghe tỷ cơ đó thì nói về dầu dừa, là dầu dừa là giải độc, giải độc cho những cái cơn độc mà trong cơ thể của mình mà chưa có thải ra được, thì mình uống vô một vậy đó thì mình sẽ sổ ra quý vị, chứ không phải là uống vô rồi nó không sổ đâu nha quý vị nha. Dầu dừa là dầu dừa nguyên chất, Quốc Thành lấy từ Bến Tre về đây quý vị đó. Thì cái này đó thì bà con cứ gọi cho Quốc Thành sẽ nói giá, và khi bà con chấp nhận thì bà Quốc Thành sẽ gửi tới quý vị nhà luôn quý vị, phi ship cho mình luôn đó. Còn thứ hai, đây là mật ong nguyên chất, bà con cô bác nào mà có cần đó thì Quốc Thành sẽ gửi tới cho quý vị. Quốc Thành bán như thế này là nửa lít nha quý vị nha. Đây là nhà Quốc Thành, đây là tem của nhà Quốc Thành quý vị. Ở đây thì Quốc Thành gần biên giới thì được một cái người bác có giới thiệu cho Quốc Thành. Đây là những cái phần mật ong gừng ở trên Campuchia quý vị. Đó, một tháng như vậy đó thì chỉ có 10 lít thôi. Đó, hết 10 lít này là không còn 10 lít nào nữa đâu quý vị. Thì một tháng như vậy đó thì ở nhà Quốc Thành tiêu thụ là cỡ chừng 1 lít đến 1 lít rưỡi. Đó, còn bao nhiêu lại thì chia cho bà con. Đó, đây những cái thành phần này một tháng nó chỉ có 10 lít thôi nha quý vị. Đó, quý vị coi này nha.
Đây, mật ong nguyên chất 100%. Mình có thể thử nhiều cách, giống như là thứ nhất là mình lấy hành, mình bỏ lên cái mật ong này, rồi mình để đó chưa được quá 5 giây thì nó sẽ hóa thành là héo lại, nó không còn tươi như vậy nữa quý vị. Còn thứ hai là quý vị đổ vô một yến mật ong này, đổ vô trong một cái ly, ly nước bình thường. Quý vị quậy lên, quậy quậy lên gì nè, lắc lắc gì nè, thì nó sẽ không có tan ra ha. Nếu mật ong giả là nó sẽ tan ra, còn mật ong thiệt là nó sẽ không có tan. Đó là sẽ có hai cách, quý vị cứ mua về quý vị thử. Còn nếu mà khi mà mua về đó, Quốc Thành sẽ cho quý vị thử tại nhà, đợi shipper đứng đợi quý vị luôn. Thử xong, ok, thì lấy hàng. Không đúng như là cứ Quốc Thành quảng cáo thì quý vị có thể trả hàng lại cho Quốc Thành ha. Đó là hai món. Còn nếu mà ai đã dùng những sản phẩm giống như là thuốc bóp mà Quốc Thành vừa nói đó, thuốc bóp mà quý vị muốn mua thêm, thì ở đây Quốc Thành có bán hai loại. Thứ nhất á, một chai bình thường là chưa tới một xị là 60.000. Thứ hai là một lít là 300.000. Tiền ship thêm 30.000 nữa quý vị. Đó là 330.000 một lít. Còn quý vị nào đó mà đang bị đa xương khớp lâu năm, cũng như là quý vị bị thần kinh tọ, gây cột sống thoái quá, bị tai biến nhẹ, bị nhức tai, bị tê chân, tê đầu gối, cũng như là đi đứng khó khăn, thì cứ gọi điện cho Quốc Thành. Quốc Thành ở đây sẽ chuyên trị về những thành phần đó, những cái người mà đang bị những cái trường hợp đó quý vị. Bảo đảm với quý vị 100% là hết. Nếu không hết, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị lại là hơn 100% luôn quý vị luôn, và lấy thuốc lại, cũng như là quý vị không mắc một cái miếng gì hết. Đó, quý vị có thể thử thuốc. Ví dụ như bây giờ quý vị không tin Quốc Thành thì quý vị cứ nói Quốc Thành bây giờ cứ đưa cho tôi uống thử 7 ngày, nếu được tôi trả tiền sau. Quốc Thành vẫn ok chấp nhận với quý vị luôn. Thì ở đây đó Quốc Thành cũng có một số bà con nó không tin, thì gọi điện cho Quốc Thành bảo là thôi bây giờ là uống vậy rồi lỡ giữ nước sao sao được. Thì Quốc Thành mới nói một thứ này, nói bây giờ thôi giờ bà con cứ dùng thử, bà con lấy cho Quốc Thành là một hộp thử đi, một cặp gì nè, nhưng mà quý vị lấy cặp gì đi uống thử khỏi cần đưa tiền. Để đó khi nào mà uống quý vị thấy mà uống không giữ nước như là Quốc Thành nói, không mà không có cảm giác là nhức nhói như Quốc Thành nói nữa, thì cứ đưa tiền sau, Quốc Thành cũng không sao hết quý vị. Đó, đó là phước đức mà gọi là đó là những cái mà gọi là Quốc Thành có muốn để cho quý vị hết những căn bệnh mà Quốc Thành vừa nói, để cho quý vị tin không sao hết. Tiền bạc mình để sau đi quý vị, không sao hết, mình uống thuốc trước đi, hết bệnh trước đi, không sao đâu quý vị, rồi mình ngồi mình niệm Phật này kia. Có một số đó thì trước kia đó Quốc Thành có bán cho một cái người tên là Hồng, cô Hồng đó ở trên Sài Gòn. Thì cô này đó thì có là người cha, thường thường đó để trong cái viện dưỡng lão đó, thì cha của cô Hồng đó là không có đứng được quý vị. Nhưng mà khi mà uống thuốc cái cặp thuốc này của Quốc Thành vô, trong vòng có 7 ngày thôi đó, thì đã đứng được. Nam Mô Di Đà Phật. Cô Hồng mừng quá mừng, nhắn tin với Quốc Thành nói là bây giờ nó là cha của chị đứng được rồi, thôi cưng bán cho chị thêm 5 cặp nữa đi. Đó quý vị, thật sự ra là quý vị là nói sao là có vậy quý vị. Cái này là câu chuyện này lâu lắm rồi, từ đâu có 2-3 năm trước rồi đó. Đây Quốc Thành sẽ kể lại quý vị, bây giờ Quốc Thành nhớ Quốc Thành mới kể lại đó quý vị. Đó, đây là cặp thuốc, nếu mà bán lẻ là 350, còn nếu mà bán mà chung với nguyên cái combo 5 món này đó là thêm 50.000 nữa thôi, là 400.000 đúng. Còn mua lẻ những cái món này, mua 5 món này mà lẻ đó thì là 120.000 phí ship cho mình ha quý vị. Đó. Rồi tiếp theo đó thì ở đây đó Quốc Thành cũng có nhập về những cái phần thuốc giống như là bệnh của phụ nữ nè. À, bệnh đa khoa phụ nữ nè quý vị. Rồi ăn được ngủ được nè, cũng như là thuốc gút nè, thuốc tê nè. Thuốc tê hay lắm nha quý vị, thuốc tê là chiên rất là hay luôn nha, chiên chỉ về tê nha. Có thể nói đó là đây là cái cặp thuốc này là chiên chỉ về nhất, còn đây là chiên chỉ về tê nè quý vị. Đó, tê này đó là 30 viên, nó giúp cho mình đó là giảm stress và giúp cho mình là máu lưu thông. Đó, rất là lưu thông máu rất là hay luôn. Một ngày mình uống là 2 lần, chắc sáng một lần, chắc chiều một lần, mình uống được là 15 ngày. Chiên chỉ về tê rất là hay nha quý vị. Quốc Thành xin nhắc lại ha, bà con nào đó mà đang chưa có máy niệm Phật hay là máy phát giảng hay là chuỗi quỷ kiến sầu thì cứ gọi cho Quốc Thành. Quốc Thành còn, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị. Hôm trước đó là Quốc Thành đem về nhiều máy phát giảng lắm quý vị. Hôm trước là đem về là đâu cỡ đâu 20-30 máy luôn, mà bây giờ cho còn lại còn có rất là ít luôn quý vị. Đó, bà con xin, bà con mua cũng có, mua thì Quốc Thành có bán.
mua thì mình không bán đâu. Tại vì thứ nhất là mua bán cái gì chứ không có dám bán máy niệm Phật hay là máy phát giải đâu quý vị. Có tặng cho bà con thì bà Thành sẽ tặng hết, hết mình, làm hết mình vô Thành tặng. Dưới tặng những cái món này nữa nè, quý nhìn quý vị sẽ phái liền. Đây, đây là hình thầy ha quý vị. Đây là hình thầy, bà Thành có tặng những phần hình thầy này. Thì quý vị chỉ cần trả ship cho bác Thành thôi thì bác Thành sẽ gửi tới quý vị. Đây là hình thầy trong nhà bác Thành, lấy những phần lương ra để dành cho những phần lương nữa làm những cái trần điều của quyền cho bà con cô bác, cũng như là cho về những quyển sáu quyển của thầy Tôn Chỉ Hành Đạo, cũng như là Kim Cổ Kỳ Quang Ông Ba Thớ, rồi Sư Dạy Bán Phai, rồi 10 điều khiến tu, rồi thêm cả là có cho thêm là 8 điều ngăn cấm luôn quý vị. Nó đầy đủ hết nha quý vị. Ở đây Quốc Thành không có thiếu gì hết, chỉ chờ quý vị điện để Quốc Thành tặng cho quý vị những sản phẩm mà Quốc Thành đã có thôi quý vị. Nó như hình thầy, rồi củ quyền nữa quý vị. Củ quyền này có nhiều cỡ lắm nha. Cái quyền này đó thì ở nhà Quốc Thành đó là có rất là nhiều cỡ. Cỡ nhỏ như thế này có, cỡ bự cũng có luôn ha quý vị. Cỡ nhỏ hơn này cũng có nữa. Cỡ nhỏ hơn là lại tại sao lại làm cỡ nhỏ hơn quý vị? Là dành cho bà con cô bác đang ở nhà trọ. Thì đây là cũng không có cho luôn, cũng có tâm bảo luôn quý vị. Nó tâm bảo thì quý vị cứ điện cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ đặt vài ngày thì mới gửi cho quý vị được. Đó. Muốn cỡ nhỏ thế nào cũng có hết nha quý vị. Quý vị chỉ cần trả cho Quốc Thành đó là tiền ship thôi. Còn mọi chuyện lại còn khác thì Quốc Thành để Quốc Thành lo. Đó là những phần thuốc, những món đồ mà Quốc Thành ở đây muốn nhắn nhủ tới quý vị. Thì Quốc Thành xin nhắc lại một điều nữa. Ở đây Quốc Thành chuyên về là đa xương khớp và các bệnh mà Quốc Thành vừa nói, Quốc Thành sẽ đọc sơ cho quý vị nghe. Cũng như là đa xương khớp, về bệnh tiểu đêm, về bệnh sạn thận, về bệnh viêm son, về bệnh ngứa, về bệnh ho, về bệnh tim mạch, về bệnh giảm tính mạch, về bệnh tiểu đường nữa quý vị. Dạ, quên, Quốc Thành quên một điều nữa. Tiểu đường ở đây đó, tiểu đường nó rất là hay. Tiểu đường này đó, quý vị thường thường đó là quý vị bị bệnh tiểu đường nặng, là quý vị có uống thuốc tây và quý vị chích. Thì ở đây đó thì đây là thay thế uống thuốc tây. Tại sao mình uống thuốc tây vẫn được mà? Tại sao mình thay thế làm chi quý vị? Không phải đâu, quý vị có cảm giác đó, là khi mình uống thuốc tây đó là mình thấy là mình khó ăn, mình khó ngủ, mình khó đi đứng, mình gọi là mình đi tiểu nhiều không quý vị? Đó, hiện đây, đây là cái thuốc khổ qua. Khổ qua này đó là giúp cho quý vị là khi mình uống vô nó sẽ hạ đường, bình đường cho mình, và nó ăn uống được, nó dễ ngủ, không giữ nước và không có bị là tác dụng phụ sau này nữa quý vị. Ví dụ như sau này quý vị đó uống thuốc tây nhiều, quý vị sẽ bị thứ nhất á là bị là giữ nước nhiều nè, thứ hai là bị mục xương, thứ ba là khó ăn khó ngủ nữa quý vị. Ba cái này thôi là quý vị thấy thay đổi được đó quý vị. Một hộp như vậy đó mình uống được á là trên 20 ngày mà không là gọi là không có gọi là không có giữ nước cho mình nữa, uống bình đường nữa mà mình ăn ngủ được nữa, khỏe phấn, ăn ngủ được là tiên là Phật đó quý vị. Dạ Nam Mô Như Đà Phật. Quý vị nhớ nha, đây là thuốc này rất là hay. Lúc đây là có hai người bị là dì của Quốc Thành. Dì của Quốc Thành vẫn uống cái phần thuốc này luôn quý vị. Ở một tháng gì đó là dì của Quốc Thành uống hai hộp bình đường, không còn chích, không còn uống thuốc tây luôn quý vị. Dì Quốc Thành rất là thích cái món này luôn. Đó, đây. Đây Thành gửi cho quý vị xem. Đó. Thì vừa qua đó thì Quốc Thành đã giới thiệu sơ về những phần thuốc của Quốc Thành. Thì nếu mà ai có cần liên hệ với Quốc Thành thì cứ gọi số điện thoại là 0333304424. Và Quốc Thành xin nhắc lại là 0333304424. Quốc Thành để số điện thoại trên cái màn hình nha quý vị. Nếu mà ai có gặp được số điện thoại thì cứ gọi, không thì cứ kéo xuống chút xíu thì gặp số điện thoại Quốc Thành để ở dưới nha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đó là những vấn đề Quốc Thành muốn nhắn nhủ tới quý vị.